Đám cưới thì người ta chuyển khoản luôn đi, rồi còn phong bì phong bạc thế này. Tôi có đọc nhanh nhanh này, cháu viết cái danh sách rồi còn đi gửi lại người ta này. Mà chồng quá rồi thì đi nhờ thằng cháu. Thì mày nói ít thôi, để tao xem nào. Những tình huống khi bóc phong bì. Ai đây, ai đây? Ông bà kính viếng. Ôi trời ơi, mình đám cưới mà ông bà nào lại kính viếng cho mình cái gì? Ai lại vô duyên đấy, cho xem nào. Thế mày xem một cô cái kính viếng, viếng. Ông viếng đầu ngõ nhà mình mày. Ôi giời ơi, tao lại đọc cảnh kính viếng. Cháu Linh. À, con Linh cuối ngõ. Rồi. 100.000, 100.000. Sao cơ? Ngày trước nó cưới nhá, là tao đi nó 100.000. Bây giờ nó đi 100.000 thì đúng là gì đấy? Mà đây là 8 năm trước. Bây giờ mệnh giá nó phải khác rồi chứ. Nó đi 100.000 nó ăn cố 3 ngày thì ai mà chịu được. Mày cầm mày ghi vào đấy. 10 năm sau con của con Linh nó cưới nhá, tao cũng đi 100.000. Tiếp đi. Anh Tùng trong trại. Cổ đúng thàm làm. Người ta trong trại người ta có ra được đâu mà cũng mời cưới như thế. Tao có quen cái thằng nào ở trong trại đâu nhỉ? Anh Tùng trang trại. À, cái ông Tùng trang trại mà đầu ngõ nuôi bò nuôi vịt thế gì? Mẹ mày. Ô, đứa nào mà là mẹ mày, đứa nào mà đám cưới tao mà là chị tao đi đây. Tao phải đi tính số ngay. Từ đã, mắt cô từ lúc giờ đọc có rõ được rồi. Mẹ mày. Ơ, đứa nào chửi cô? Đi tính số ngay. Từ đã, cô với cháu là phải bình tĩnh lại. Thì cô với cháu xem này, xem đọc kỹ xem này. Mẹ mày. Mẹ mày là con nào? Mẹ nuôi cô. Tôi chỉ nói mẹ. Con bà Liên. Bà Liên bán rau ngoài chợ để cô cháu mình mua suốt làm gì? Thì ai chả biết là con bà Liên. Nhưng mà ai đẻ mấy đứa con. Bây giờ tao biết đứa nào mà sao tao trả lại. Bà Liên. Con bà này đi đám cưới con nát là con nào thì cháu ghi vào cái. Ôi cho bà đẻ cho lắm thì bà không nói rõ thì bà chửi cháu. Thử lại đi, đẻ cho lắm vào bây giờ ghi vào đây. Ai biết thì sao mà trả lại chứ. Kệ bà nhá. Không nói. Mày cứ ghi vào là sau này tao trả tùm lum. Yếm mày người yêu của chồng cô. Trời ơi. Anh là cũng oách phết đấy. Đi hẳn 501.000 đây này. Còn có cả lá chuối ở trong này đó là như thế nào nhỉ? Mùng 1 tháng 5 tại bụi chuối. Thế là đợt trước là chồng cô với lại con đấy là oai hoạch với nhau ở trong bụi chuối à? Mùng 1 tháng 5 đây này. Ui xin lại còn chơi chữ với cô đấy. Cô cưới hôm nay là mùng 2 tháng 5. Ngày hôm qua chồng cô vẫn đúng mùa 2 năm cô cưới mà. Khăn chồng cao. Ôi trời ơi.